Xin chào các bạn. Ở các video khác, video trước thì mình đã chia sẻ về cách quản lý bệnh bằng cách biện pháp sinh học nè, rồi các bước tiến hành như bôi thuốc nè, tiêm truyền thuốc nè, rồi quét gốc vân vân. Ở video này thì mình xin chia sẻ về cái việc mà chúng ta sử dụng thuốc hóa học để chúng ta phun cho cây sầu riêng khi cây sầu riêng bị nấm phi tóc ra tấn công. Thì các bạn có thể dùng một số hoạt chất thuốc sau đây để các bạn phun lên cây khi mà phát hiện được cây có biểu hiện của nấm phi tóc ra tấn công. Hoạt chất thứ nhất đó là phosphatin aluminium, có trong cái thuốc ví dụ như map hero hoặc là rofiller. Hoạt chất thứ hai đó là simoxanin, có trong cái thuốc là ZM9 hay là QZM8. Thứ ba là hoạt chất là robamocap, có trong cái thuốc là chebatbul hoặc là proplan. Hoạt chất thứ tư đó là dimethomo, có trong thuốc là arobat nè, mz nè, insuran nè, phytosai nè, sd nè. Hoạt chất tiếp theo đó là mancozeb, có trong thuốc icosen, Cadillac, Dimenbul, Manozep. Và chất tiếp theo đó là Metaraxi, có trong thuốc là Metaxin. Và chất tiếp theo nữa là Probinet, có trong thuốc là Melody, Interest, Anchaco. Đặc biệt là cái sản phẩm Interest với hoạt chất Melody đây, nó có sự phối hợp của hai hoạt chất luôn, Rovalicap với Probinet. Đó là nó đặc trị cái họ Opicitet rất là hay. Các bạn biết được á, là cái Phytophthora nằm trong cái họ Opicitet này. Đó, khi nó sử dụng đây cái thuốc Melody hoặc là Interest trị bệnh rất là hay vì nó phối hợp được hai hoạt chất đó là Probinet và Iprovalicap. Tiếp theo là cái một số thuốc gốc đồng, ví dụ như Bốc Đô. Đây Bốc Đô này rất là hay. Thì mình có làm một cái video là hướng dẫn mà cách pha cái mình bóc đô. Bóc đô thì là sự kết hợp của đồng sulfat và canxi carbonat. Thì cách mà phối trộn hai chất đó lại nhau như thế nào thì mình có làm một cái video hướng dẫn, các bạn có thể là click chuột vào đây hướng dẫn cách pha dịch bóc đô hoặc là đây cũng được. Thì đây là những cái thuốc mà mình tổng hợp được trên thị trường có khả năng trị cái nấm Phytophthora gây ra. Thì nếu các bạn mà hiểu về hoạt chất nhiều thì các bạn có thể tìm những loại thuốc mà gần nhà bạn có hoặc là theo ý của bạn. Còn đây là mình chỉ là gợi ý thôi nhé. Liều lượng cách sử dụng thì được khuyến cáo trên bao bì. Tiếp theo là trong những đợt mưa kéo dài, ẩm độ cao, có thể xử lý thuốc bảo vệ thực vật phòng bệnh 2 lần các bạn ạ. Nghĩa là chúng ta phun 2 lần, mỗi lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một số thuốc có hoạt chất là phosphorus acid, ví dụ như sản phẩm Arifos 400. Đối với những vườn á, mà bị bệnh trung bình với nặng rồi đó thì các bạn hạn chế tưới nước ha, hoặc là hạn chế bón phân hóa học, phân bón lá và các chất thức ra hoa đậu quả. Vì mà khi chúng ta cây đang bị bệnh rồi, chúng ta bón phân bón lá cho xịt phun phân bón lá này cái nọ lên thì vô tình sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho cái nấm đó, nó phát triển mạnh hơn, làm cho bệnh lây lan nhanh hơn, rất là nguy hiểm. Sau khi cây hết bệnh đó, thì các bạn sẽ đối với những đầu cành bị khô chích ngọn đó, xử lý cách là mình cưa bỏ luôn, sau đó bôi vôi hoặc là keo liền sẹo và các vết cắt để ngăn chặn nó bệnh tấn công và để bảo vệ mầm ngủ, giúp cây phục hồi nhanh. Tiếp theo là chúng ta phun phân bón lá hữu cơ có thành phần như là phosphorus nè, canxi nè, magie nè, axit amin để phục hồi cây. Ví dụ như sản phẩm Starfit và sản phẩm là Amino Galan để cho cây mình á, hấp thu lại được cái dinh dưỡng để cây có thể là phục hồi lại. Và lưu ý là lúc này là cây đã dứt bệnh rồi các bạn nhé, là đã hết bệnh rồi nhé. Thì chúng ta mới bắt đầu là xử lý bằng phân bón lá lại. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.